ái nữ nhà Khánh Thi trổ tài nhảy múa quá sành, đến mẹ ruột cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ. Con gái Khánh Thi bất ngờ trổ tài nhảy múa trước mặt mẹ khiến mọi người phải thốt lên đúng chuẩn con nhà nòi. Mới đây trên trang Facebook, Khánh Thi đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ái nữ thể hiện khả năng vũ đạo đầy uyển chuyển. Nữ kiện tướng Dan Scott không giấu được sự tự hào dành cho con gái và viết, người ta giấu nghề chứ bộ. Cô chú xem Anna nhảy nhé. Trong đoạn video, khi bắt đầu phát nhạc, Anna ngay lập tức thể hiện sự cảm nhận nhịp điệu đầy nhạy bén. Cô bé say sưa thể hiện những động tác vũ đạo uyển chuyển và ăn khớp với nhạc. Những biểu cảm đáng yêu và cực phèo của Anna khiến dân tình càng thêm khẳng định tài nhảy múa được di truyền từ bố mẹ. Vừa nhảy cùng con gái vừa quan sát, Khánh Thi cũng tỏ ra bất ngờ trước sự chuyên nghiệp, sành sỏi của ái nữ. Dưới phần bình luận, đa số dân mạng đều ra sức khen ngợi Anna, biểu cảm cùng loạt động tác đáng yêu của cô bé chiếm trọn spotlight trong lòng khán giả. Mọi người nhận xét Anna, chuẩn con nhà nòi, đúng con nhà kiện tướng sau khi theo dõi đoạn video. Ngoài ra, Anna cũng có những suy nghĩ hết sức ngây ngô khi biết tin mẹ có em bé khiến ai cũng thương. Theo đó, trong một chương trình xuất hiện cùng với bố, Phan Hiển cùng con gái Anna đã có những khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ bên nhau. Nhân lúc nói chuyện với con gái, Phan Hiển cũng làm công tác tư tưởng cho Anna về việc gia đình sắp có thêm thành viên mới. Ban đầu, cô bé tỏ vẻ không vui vì cho rằng con lớn lên, ba mẹ không thương con. Tuy nhiên sau khi nghe ba giải thích, cô bé lại hào hứng, chủ động nhường bình sữa, chỗ ngủ và đồ chơi cho em. Con gái Phan Hiển còn mong muốn có thêm một em trai và một em gái trong tương lai.